Đây là buổi phát thanh tại xã Sập Vạt, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La, giới thiệu ngày hội Internet. Bà con và các bạn thân mến, vào ngày 29 tháng 9, 2015, tới đây tại xã Sập Vạt, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La, sẽ tổ chức ngày hội Internet xã. Đây là sự kiện thuộc khuôn khổ dự án nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập Internet công cộng tại Việt Nam do quỹ UN Mizin Daget tài trợ. Đến với ngày hội này, bà con và các bạn sẽ được hướng dẫn sử dụng máy tính và Internet miễn phí. Từ đó bà con có thể nhận thấy rõ Internet sẽ mang lại những lợi ích thiết thực như thế nào trong hoạt động sản xuất cũng như trong cuộc sống hàng ngày của bà con. Trong thời đại ngày nay, các phương tiện thông tin đại chúng ngày càng phát triển, trong đó phát triển mạnh mẽ nhất phải kể đến Internet với những ưu điểm vượt trội.